Trong số các chỉ tiêu cần đảm bảo để đạt mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Hà Nội còn cần đảm bảo có ít nhất 20% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 4 huyện của Hà Nội bao gồm Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đông Anh cơ bản về đích đã được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương kiểm tra, khảo sát thực tế, cho ý kiến về hồ sơ, kết quả đánh giá theo ghi nhận là khá tích cực. Trên cơ sở hồ sơ hoàn chỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng thẩm định Nông thôn mới Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 8 năm 2024. Việc 4 huyện hiện nay cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đã giúp Hà Nội đảm bảo chỉ tiêu có ít nhất 20% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là bước tiến quan trọng để đưa thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.